Kính thưa quý khán giả thân mến, kính thưa các mạnh thường quân, ngày hôm nay thì Khánh đang quay trở lại với gia đình của em Võ Thị Lệ Hằng ở nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và trước ống kính của quý vị đây chính là cái căn nhà nhỏ mà em Võ Thị Lệ Hằng đang ở cùng với ba mẹ của mình đấy quý vị. Thế thì trong khoảng thời gian vừa qua đấy, các quý vị chúng ta cũng biết đến về một cái câu chuyện, một cô gái năm nay 34 tuổi rồi quý vị ạ. Tuy nhiên thì em rất là không may. Sinh ra thì bị khuyết tật từ nhỏ, cho nên là bây giờ mọi sinh hoạt cá nhân của em ấy đều chỉ làm bằng chân thôi, tay các kiểu là không có làm việc được, rất là đáng thương. Và em đã có một cái nghị lực sống rất là phi thường. Qua câu chuyện em đã làm những cái bức tranh bằng chân rất là đẹp và được quý khán giả chúng ta rất là ngưỡng mộ và được rất là nhiều khách hàng chúng ta tin tưởng, cũng mong muốn có được những cái sản phẩm mà em hàng làm ra. Và cho đến ngày hôm nay thì rất là nhiều người chúng ta đặt câu hỏi muốn biết về cái sức khỏe của em Võ Thị Lệ Hằng cũng như là cái công việc làm tranh của em đấy. Chính vì thế thì ngày hôm nay Khánh quay trở lại đây để cùng với toàn thể quý vị chúng ta vào thăm em Võ Thị Lệ Hằng và xem cái công việc làm tranh của em như thế nào quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng theo dõi, cùng Khánh vào phía trong để thăm em Hằng nhé. Ôi giời ơi, con chào dì. Con chào dì nhé. Dạ, lâu nay dì có khỏe không? Dì lâu nay cũng đau. Cũng đau á? Sao mà nhìn thần sắc cũng được tốt lắm hả? Sao mà lâu ngày rồi con không gặp gì mà sao đợt này tóc có vẻ nhanh bạc thế? Hả? Không biết răng mấy bữa nay đi mệt quá và không làm gì được hết. Mấy bữa nay mệt quá không làm gì được hả? Ờ. Hôm nay con đến con thăm em Hằng một chút. Gì ạ? Dạ, xem là lâu ngày rồi không đến, đợt này em Hằng công việc làm có tốt không, có đắt khách không? Thì cũng đều đều đấy. Đều đều đấy ha? Dạ. Yeah. Có mấy người ở bên Mỹ họ đợt này dịch cũng quá rồi, họ cũng trả hình như trả 4 năm tập chứ không lấy được. À, tức là mấy người bên Mỹ đợt trước họ đặt hàng á. Nhưng mà bây giờ thì do dịch cho nên là không chuyển được hàng sang. Không chuyển được hàng sang. Vậy là họ tạm hoãn ha? Dạ. Yeah. Thôi thì chắc là cũng các cô chú anh chị cũng không muốn điều đó xảy ra đâu. Dạ, nhưng mà bây giờ đang cái tình hình dịch bệnh bên đó nó phức tạp quá. Thì thôi thì mình cứ chờ một cái dịp khác rồi là các cô chú bên đó được ổn định cái cuộc sống ấy, dịch bệnh nó được ổn định rồi thì lúc đó thì họ sẽ mua ủng hộ lại thôi. Dạ dạ dạ. Cũng cầu mong. Dạ. Vô thăm hàng chút nha. Dạ. Yeah. Nào xem nào. Ôi giời ơi, hello. Chào Hằng nha. Dạ. Ôi giời ơi, đang làm tranh hả? Dạ. Hả? Dạ. Hả? Đang làm tranh sao không bật đèn cho nó sáng, làm cho nó sáng. Nào rồi, đèn sáng. Sao tình hình khi nào gặp Hằng cũng cứ cười tươi này là vui rồi hả? Hả? Mọi người chúng ta nhìn thấy hình ảnh cô gái 34 tuổi làm những bức tranh thêu bằng chân rất là đẹp, một cái nghị lực sống rất là phi thường quý vị ạ. Hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với em Hằng để thăm em Hằng một chút nha. Lâu nay anh Khánh không ghé qua đây, không biết là Hằng có nhớ không nhỉ? Hả? Có nhớ tí nào không? À, có nhớ. Ôi giời ơi, có người nhớ anh Khánh này, anh Khánh cũng vui rồi. Sao thế, tình hình là
Lâu nay hàng hóa thế nào? Đắt khách không? Dạ, cũng đều đều. Cũng đều đều à? Dạ. Úi dồi ôi. Đây quý vị này, chúng ta nhìn thấy đây chính là những cái đơn đặt hàng của em Hằng đấy quý vị nhá. Nào là cô Dương ở Úc này. Ồ, nhiều thế, nhiều khách hàng ở nước ngoài thế. Dạ. Đây là cô Dương ở Úc hả? Dạ. Rồi là chị Ngọc Trâm là ở đâu đấy? Mỹ. Ở Mỹ hả? À, rồi cô Nhung Trần là, Trần Nhung là ở đâu? Ở Hà Nội. Ở Hà Nội hả? Rồi là chị gì đấy? Serum. À, chị Serum Ly đấy hả? Dạ. Rồi là chị Hoàng, Hoàng Tân này. Rồi cô Nhung ở ở Bắc Bắc Ninh hả? Ôi giời ơi, nhiều nhiều đơn đặt hàng quá, tuyệt vời quá. Chúc mừng em nhé. Chúc mừng em nhiều lắm. Sao thế, tình hình nhiều đơn đặt hàng như thế thôi, nhưng mà trong những ngày vừa qua thì thế nào? Có gì vui trong công việc kể anh nghe nào. Hả? À? Làm tranh cho cô Tám xong chưa? Cho dì Tám xong. Hả? À? Bước thứ 2. Bước thứ hai á? Bước thứ nhất xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi hả? Đâu, tranh của dì Tám. Đó. Nào lấy tranh của dì Tám ra mở 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 anh xem. Để em lấy. Hả? Để em lấy ha. Ừ. Đây quý vị, hình ảnh của em Võ Thị Lệ Hằng đấy. Tất cả mọi hoạt động đều bằng chân. Nhìn thấy Hằng làm mà tranh này. Dạ. Một bức tranh là thuần buồm xuôi gió đúng không? Dạ. Và một bức tranh thứ hai đó là về đồng quê đúng không? Dạ. Ôi giời ơi, Hằng làm bức tranh này đẹp quá. À, đây là một cái bức tranh mà được em Hằng làm rất là tỉ mỉ đấy quý vị, được đính bằng những cái viên đá. Cái này khoảng 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 bao nhiêu nghìn viên đá đấy em? Dạ. Hả? Sao? Em không biết. Em cũng không biết hả? À. Nhưng mà rất là nhiều viên đá đúng không? Dạ. Ừ. Đấy. Rất là nhiều. Cái này đính là đính toàn tranh luôn đúng không? Dạ không, cái này đính có à đính những chỗ hình này thôi đúng không? Dạ. Dạ. Đính chỗ hình cây dừa này, con ngựa này. Dạ. Rồi là thuyền này. Hoa. Hoa xung quanh này đúng không? Dạ. Ừ. Đẹp quá, thuần buồm xuôi gió. À, đây là một cái bức tranh mà đầu tiên mà dì Tám đặt mà em đã làm xong rồi đúng không? Dạ. Ừ, tuyệt vời quá. Thế này là đỉnh hiện ra 70%. Hả? 70%? Dạ. Cái này là kích thước là bao nhiêu đấy Hằng à? Dạ, 1 mét. À. Mét. Cái này là kích thước là 120cm nhân với là 60 đúng không? 65 đúng không? 65. Ừ. Đẹp quá em ạ. Tuyệt vời quá. Bức này là Hằng làm trong thời gian bao lâu đấy? Dạ, gần 20 ngày anh. Ôi dồi ôi. Bức này làm trong gần 20 ngày luôn á. Dạ. Ôi dồi ôi. 20 ngày là làm liên tục không nghỉ đó. 20 ngày là làm liên tục không nghỉ. Dạ không nghỉ. Ôi dồi ôi. Thế thì lâu quá nha. Cái này là anh làm mỗi ngày á. Còn hả? Buổi đêm em làm cái khác. À tức là cái bức tranh này là 20 ngày là em làm buổi ngày đấy. Dạ. Buổi ngày đấy. Ừ. Ôi dồi ôi. Đây. Nếu mà làm bằng tay thì nhé nhớ làm bằng tay khoảng tuần miệng. Một đây. Tuần nó sẽ ôi dồi ôi. Quý vị ạ, hôm nay Khánh đang vào cái chỗ là phòng làm việc của em Võ Thị Lệ Hằng đây quý vị. Và trên trên tay của Khánh đây chính là một cái bức tranh rất là đẹp được em Hằng thêu dệt bằng chân trong vòng 20 ngày đấy quý vị. Thực sự là khi mà nghe nói cái thời gian em làm từ bắt đầu từ mấy giờ sáng là em làm? Dạ, 7 giờ.
7 giờ sáng. Dạ. Vâng. Cho đến mấy giờ tối là nghỉ? Dạ, 5 giờ chiều em nghỉ. 5 giờ chiều là em nghỉ. Dạ, nghỉ cho anh làm bước khác. À, 5 giờ chiều là em nghỉ. Mà cứ thời gian cứ liên tục trong vòng 20 ngày như thế mới xong được bước này. Dạ. Rồi ôi. Quý vị ạ, qua đó chúng ta mới thấy được rằng là em Hằng có một cái sự kiên trì rất lớn. Quý vị ạ, một cái kiên trì, một cái sự kiên trì là bền bỉ, một cái nghị lực có thể nói là phi thường mới có thể làm được những bức tranh như thế này đấy quý vị. Bởi vì là nếu giả sử bây giờ chúng ta với một người khỏe mạnh chúng ta làm bằng tay thôi đấy, mà bây giờ cứ trong vòng 20 ngày mà chúng ta ngồi mà cứ xăm xăm từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều rồi nghỉ, là chúng ta cũng cảm thấy rất là mệt mỏi và đôi khi nhàm chán, mệt mỏi lắm rồi. Thế nhưng mà đối với em Hằng này, em đã vượt qua được tất cả những cái sự khó khăn và vất vả và mệt mỏi đó. Đấy, em đã tìm được cái niềm vui trong cuộc sống bằng cách làm ra những bức tranh như này. Thực sự rất là đẹp. Và cái đẹp nhất ở đây Hằng ạ. Hằng ơi, những cái bức tranh này Hằng này thì em làm đã rất là đẹp rồi. Nhưng em có biết rằng là mọi người còn thấy được cái nét đẹp ở bức tranh này là gì không? Đó chính là cái sự kiên trì của em. Đó chính là cái sự nghị lực phi thường của em, Hằng ạ. Đấy, chính vì thế cho nên là mọi người rất là quý cái con người em nhá, Hằng nhá. Chính vì vậy cho nên rất là nhiều người muốn được mua, sở hữu những cái sản phẩm em làm ra là vì thế đấy. Nhá. Hôm nay thì anh Khánh lên đây thì cũng rất là nhiều khán giả và Mạnh Thường Quân hỏi thăm về sức khỏe của em. Dạ. Đồng thời thì anh cũng lên đồng thời thì dì Tám ấy. Dạ. Đồng thời thì dì Tám ở bên Úc ấy. Dì cũng hỏi anh là không biết là Hằng đã làm xong tranh cho cô, cho dì chưa? Dạ. Ừ, thì anh lên này anh hỏi một chút. Ôi giời ơi. Rồi, đây là cái bức tranh mà cái sản phẩm mà em Hằng mà dì Tám đặt để em Hằng làm đấy quý vị. Thế còn bức tranh đồng quê này thì bao giờ là xong, gần xong chưa? Dạ khoảng 3 ngày nữa. À còn trên tay đây quý vị, trên tay đây là bức tranh đồng quê mà em Hằng đang á. Thế này anh xé ra được không? Dạ không. Không á? Không xé được. À không xé được, cứ phải để đấy á. Xong rồi mới để được. À tức là làm đến đâu xé ra đến đó á? Dạ, làm tới đâu xé đến đó. À làm tới đâu xé ra đến đó. Thì đây là bức tranh thứ hai ha. Dạ. Ừ. Ok. Tuyệt vời quá. Anh anh thấy rằng là cái nghị lực của em như thế là rất là phi thường Hằng ạ. Dạ. Ừ, cố gắng lên. Thế trong những ngày vừa qua làm tranh thì có điều gì vui không? Có điều gì buồn không? Hả? Có ai đặt hàng xong rồi lại hủy đơn hàng không? Có ba đơn hàng em bị hủy. Có ba đơn hàng em bị hủy á? Dạ. Thế khách hàng họ có nói lý do sao họ hủy không? Khách ở bên nước ngoài thì họ nói là do dịch Covid nên là họ không lấy hàng được hết rồi. À. Người ta hủy mất dịch bên nước ngoài là em bị hủy hết. Hai đơn này cho bảy bức. À. Dạ. Còn ở Việt Nam thì hồi nãy em làm lâu quá thì lâu quá đó họ không lấy nữa. À, ở Việt Nam thì họ nói là em làm lâu quá họ không lấy nữa hả? Dạ, mất thì hai bức, một đến hai bức nữa là 11 bức. À, hai cái đơn hàng đó là hết 11 bức hả? À, ba đơn hàng. Ba đơn hàng là 11 bức tranh. 11 bức, mà em bán được 1 bức rồi. Hả? À mà em bán được một bức rồi hả? Dạ. À. Em bán cho cái ông ở nước Đức đó. À em bán cho một ông ở bên nước Đức hả? Hả? Dạ. Ờ. Đấy em Hằng nói rất là khó như vậy đấy quý vị. Thực ra là sau khi mà em Hằng nói thì chắc là quý vị cũng khó nghe cho nên Khánh cố thuyết lại một chút để quý vị chúng ta hiểu. Thế rồi bây giờ là đang còn 10 bức nữa. Dạ, còn 10 bức nữa. Ồ, thế 10 bức đó là em đã làm chưa hay là... Dạ, chưa. À, tức là em mới đưa mua vật liệu về thôi đúng không? Dạ, em mới mua vật liệu về thôi, chưa lắm. À, thế là cũng đỡ đúng không? Chứ còn nếu mà làm rồi mà... Làm rồi mà họ mà không lấy nữa thì căng quá nhỉ? Dạ. Đợt trước là cách đây khoảng một tháng lắm. Có cái người đó đặt cho em một ai đặt cho em hai bức tranh
mẹ làm xong rồi về kia nhắn tin mà không trả lời về kia là họ trả lời nữa. Tức là họ em họ đặt cho em hai bức tranh rồi. Nhưng mà sau đó là nhắn tin là họ không trả lời à? Dạ, không trả lời mà họ chặn luôn. Hả? Họ chặn Facebook của em luôn. Họ chặn Facebook của em luôn hả? Dạ. Ôi sao rồi? Cùng vui ra sao lại em đi mang á. Em nói xong có người họ mua lại cả. À, tức là sau khi mà cái vấn đề đó xảy ra là em lên mạng em nói hả? Dạ. Yeah. Em nói là có người đặt em hai bức tranh sau này lại không lấy và chặn Facebook của em luôn. Dạ. Yeah. Thế là có người vào người ta ủng hộ em, người ta mua hai bức đó cho em luôn. Dạ. Yeah. Tốt quá. Nói chung là mình ở hiền gặp lành hằng ạ. Yeah. Ừ, yeah. Những ai đó mà người ta cố tình người ta chọc ghẹo em, người ta cố tình làm khó em đấy thì nói chung là những người đó không tốt em ạ. Thế là mình bỏ qua đi nhá. Thế còn mình cứ ở hiền gặp lành, em sẽ cứ tự tin mạnh mẽ và cố gắng nỗ lực hết mình đi. Cái đức tính của em và cái sự kiên trì của em sẽ được ơn trên nhé. Bề trên sẽ nhìn thấy và phù hộ độ trì cho em thuận lợi thôi. Yeah. Nhá. Và qua đây thì cũng chia sẻ với toàn thể quý khán giả, nếu ai đó mà chúng ta có đặt tranh cho em Hằng đấy thì chúng ta cũng xác định là 100% chúng ta lấy thì chúng ta đặt quý vị nhé. Bởi vì em Hằng là một cái cô gái rất là đáng thương quý vị ạ. Như những hình ảnh trước ống kính quý vị chúng ta nhìn thấy rồi đấy. Nói cũng không thành lời. Đó. Tay chân thì co quắp, rung lệnh bậy đó quý vị. Cho nên là đừng có ai đó mà chúng ta làm khó em Hằng. Đó. Đến việc đặt hàng rồi không lấy làm tồi em quý vị ạ. Cảm ơn toàn thể mọi người rất là nhiều Hằng nha. Yeah. À, ai có nhu cầu mà mua sản phẩm thì hãy ủng hộ cho em Hằng hết. Yeah. Đúng không? Yeah. À, ok, thế mấy bữa nay bán đặt làm nhiều như thế rồi thì khách hàng có trả tiền đều đặn liên tục không? Dạ có chứ, người ta trả tiền hết. Thậm chí em kia làm xong mà họ trả trước rồi. Thậm chí em chưa làm xong mà họ trả trước luôn rồi. Dạ họ trả trước rồi. Như bởi mà em có để có cháu ba mẹ nuôi hai con heo. À, sau đó là em có tiền để cho ba mẹ nuôi hai con heo nữa hả? Dạ. Ồ, tốt quá, em Hằng tuyệt vời quá. Thực sự là quý vị ạ, một cái tấm gương về lòng kiên trì, về sự nghị lực. Đấy, rất là tuyệt vời. Em rất là giỏi và rất là hiếu thảo. Em Hằng không những là đã tìm cho mình được một cái niềm vui bằng cách là làm ra những cái sản phẩm rất là đẹp bằng cái đôi chân của mình quý vị ạ. Thì ngoài cái việc là em đã có được một cái khoản thu nhập nho nhỏ để tự lo cho được cái cá nhân của mình, những cái chi tiêu cá nhân của mình, thì bên cạnh đó còn hỗ trợ cho ba mẹ một phần nhỏ nữa. Ví dụ như vừa rồi em Hằng có kể đấy, là mua được cho ba mẹ hai con heo để nuôi. Cái điều đó là một cái việc làm đối với mọi người, những người bình thường là một cái việc rất là nhỏ thôi, nhưng đối với em Hằng đó là một cái niềm vui rất là lớn quý vị ạ. Anh chúc mừng em nhé. Một con người như em đấy mà có được cái đức tính rất là hiếu thảo như vậy đối với cha mẹ, và bên cạnh đó còn rất là nghị lực để làm ra những sản phẩm rất là đẹp nữa, anh rất là mừng, rất là vui Hằng ạ. Trong thời gian vừa qua thì anh cũng gặp rất là nhiều cái câu chuyện, tuy nhiên thì có những người ta còn khỏe mạnh hơn em gấp hàng trăm lần Hằng ạ, nhưng họ lại kém hơn em ở chỗ là cái ý chí. Tức là có những người ta chưa có tật nguyền, nhưng mà cái nghị lực, cái ý chí của người ta lại bị tàn tật. Đấy, điều đó rất là đáng buồn. Nhưng em thì ngược lại, một thân hình tật nguyền nhưng một ý chí thì rất là mạnh mẽ quý vị ạ. Điều đó là cái điều mà được mọi người rất là quý Hằng nhá. Thế thì như này này, hôm vừa rồi đấy, chị Lan Đoàn đấy. Chị Lan Đoàn mà đặt em bức tranh, em còn nhớ bức tranh gì nữa không? Bức tranh gì? Bức tranh hoa sen đúng không? Thế bức tranh hoa sen đó là chị Lan Đoàn mua em với giá bao nhiêu tiền nhỉ? $100. $2.3 Đúng rồi, $2.3 đúng không? Là $100 đúng không? Chị anh đã gửi đã chụp ảnh gửi cái sản phẩm của em sang cho chị Lan rồi. Dạ. Chị Lan bảo là rất là đẹp.
Rất là khen cái năng khiếu làm tranh của em nhá, cái sản phẩm mà em làm ra. Thế thôi, còn dì Tám ở bên Úc ấy đặt em hai bức tranh, dì cũng hỏi thăm sức khỏe em rất là nhiều. Nhá. Thế hôm nay thì tranh làm chưa xong thôi, nhưng mà anh thay mặt cho dì Tám thanh toán trước cho em nhá, được không? Thế thì em lấy một thửa thôi. Hả? Lấy một thửa thôi. Bây giờ này, tranh làm chưa xong, thế nhưng mà anh thay mặt cho dì Tám là thanh toán hết luôn cho em được không? Có cần tiền không? Dạ có, em cần tiền để mua bảo hiểm cho mẹ. Em cần tiền để mua bảo hiểm cho mẹ hả? Dạ, để mẹ đi khám. Thế bảo hiểm bao nhiêu tiền mà sao lại không có tiền? Dạ, của cả hai người, ba với mẹ lấy 1 triệu 3, 1 triệu tư kia. À, 1 triệu 3, 1 triệu tư mà không, trong nhà không có hả? Em chỉ có được 300-400 ạ. Còn được 300-400 á? Dạ. Ồ. Thế sao mà khó khăn như thế mà anh thấy là hoàn cảnh nào em cũng cứ gửi tiền cho anh để làm từ thiện thế? Đó là lúc đó mẹ chưa đau. Lúc đó là mẹ chưa đau hả? Với em cũng ở nhà thì em cũng có, với đó mẹ cũng đi cao được á, mẹ cũng có nghe được 5-7 chục. Năm bảy chục ngàn đấy. Thì cũng đủ lo cho nhà ăn uống. Còn em thì là quý vị ạ, chúng ta nghe em Hằng nói chuyện thấy toát cả mồ hôi đi chứ quý vị. Cho nên là hàng ngày ở nhà đấy, gần như là em Hằng là ít nói chuyện lắm, mà chỉ là tập trung để làm việc thôi. Và lúc nào đó rảnh rồi thì em Hằng chỉ có nhắn tin thôi quý vị. Nhắn tin cũng rất là nhanh quý vị ạ. Mặc dù là người như này nói thì khó lắm, nhưng mà em Hằng dùng chân để bấm điện thoại rất là nhanh. Thế thì hôm nay Hằng này, mặc dù em làm tranh cho dì Tám đấy là chưa xong Hằng nhá. Ừ, thôi nhưng mà anh thay mặt cho dì Tám là thanh toán hai cái bức tranh của dì đặt đấy là 3 triệu đồng nhá. Yeah. Đúng không? Yeah. Ừ, thì anh sẽ thay mặt cho dì Tám thanh toán cho em để em có cái chi phí để mua bảo hiểm cho mẹ nhá. Yeah. Ừ. Này, anh ôi trời ơi, quý vị à, em Hằng lấy bằng chân này quý vị này. Đấy. Thế rồi chân có đếm được tiền không? Hả? À, 1 tờ 2 tờ 3 tờ 4 5 6 6 tờ là mấy triệu này? 3 triệu á? À rồi. Ok, thế thì bây giờ là đó là tiền tranh của dì Tám nhá. Hàng này anh hỏi này. Thế bây giờ em suốt ngày mà em cứ đính tranh bằng chân này nè. Từ sáng cho đến tối như thế rồi chân em có bị đau không? Có bị mỏi không? Dạ có chứ, đau mỏi. Mỏi nhiều không? Nhiều. Hả? Nhiều. Nhiều lắm á? Dạ. Thế mỏi chỗ nào? Mỏi những chỗ nào? Cái ngón này thôi. Mỏi chỉ cho chỗ cái ngón chân này thôi. Dạ. Thế còn ở trên đầu gối hay là cánh dạ, tay? Dạ không, trên đầu gối không, nhưng mà cái cổ này. Cái cổ hả? Dạ. Cái cổ cũng mỏi hả? Mỏi đau luôn chứ không phải mỏi. À đau luôn á? Dạ. À, quý vị ạ, em Hằng này, quý vị chúng ta nhìn thấy này. Cứ nói chuyện là cổ với tay là chân là rung liên tục. Đấy, cho nên là bình thường thôi, chúng ta cứ rung này là chúng ta cũng đã rất là mỏi, rất là mệt rồi. Cho nên là quý vị chúng ta nhìn thấy em Hằng nói chuyện với Khánh mà toát cả mồ hôi đi. Sợ thế, thương quá. Ờ, em Hằng ơi, có một nhà hảo tâm ở bên Mỹ ấy. Đó là anh Ly Nguyễn. Em có hay theo dõi cái video của anh không? Dạ có. Thế thì em biết gì về anh Ly Nguyễn nào? Dạ, anh Ly Nguyễn là một mấy thương quân. À, thường xuyên là giúp đỡ mọi người. Anh thường xuyên giúp đỡ mọi người. Dạ, thường gửi quà. Gửi quà gì? Quà gì? Gửi quà gì? Dạ, dầu xanh. À, dầu xanh à, quý vị ạ. À, em Võ Thị Lê Hằng còn biết anh Ly Nguyễn là một mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ những mạnh đời khó khăn và thường xuyên gửi dầu xanh để tặng á. Dạ. Thế em có muốn có một cái lò dầu xanh giống như em thấy trên video mà anh Lý Nguyễn tặng mọi người không? Dạ có. Có không? Có. Dạ. À, ok, hôm nay Hằng này, hôm nay anh đến đây nhá. Dạ. Anh thay mặt cho anh Lý Nguyễn tặng cho em một chai dầu xanh nhá. Dạ. Bởi vì anh Lý Nguyễn là thấy em làm bằng chân như này thì anh Lý Nguyễn còn nói với anh là chắc là em Hằng làm lâu cũng sẽ rất là mỏi. Dạ. Ờ.
Và với cái chai dầu xanh này thì nó rất là tốt cho cái vấn đề mỏi nhức xương khớp đó nhé. Ừ, cho nên anh Linh Nguyên có gửi cho anh một chai và để tặng cho em nhé. Để những lúc mà em đau mỏi em có thể dùng để cho nó đỡ hơn nhé. Ok, thì đây là món quà của anh Linh Nguyên tặng cho em nhé. Em cảm ơn anh Linh Nguyên. Cảm ơn anh Linh Nguyên rất là nhiều á. Dì ơi, dì vào đây con hỏi này, con nói này. Dì à, hôm nay con đến đây đấy là anh Lý Nguyễn, một nhà hảo tâm, một mạnh thường quân ở bên Mỹ đấy. Dạ, biết về câu chuyện của em Hằng thì thấy em Hằng là làm những cái sản phẩm bằng chân rất là đẹp, anh Lý Nguyễn rất là quý, cho nên là anh Lý tặng cho Hằng một cái chai dầu xanh này để bôi để những lúc đau mỏi đấy. Dạ. Và qua cái câu chuyện của Hằng đấy thì anh cũng biết đến dì, và anh Lý Nguyễn cũng có cảm tình với dì lắm. Dạ, thấy dì khuôn mặt rất là phúc hậu, nhìn rất là hiền, anh rất là thương. Chính vì thế thì anh Lý Nguyễn cũng có gửi về cho con là một chai dầu xanh. Dạ, để tặng cho dì nhá. Để những lúc mà đau mỏi xương khớp đấy, hay là thời tiết thay đổi mà hắt hơi sổ mũi thì dì bôi lên chút cho nó đỡ. Cái chai dầu xanh này của Mỹ rất là tốt dì nhá. Dạ dạ dạ. Chị chân thành cảm ơn là anh Lưu Nguyệt là quan tâm đến gia đình dì. Dạ dạ dạ. Dạ. Dì lời thăm. Dạ dạ. Thế thì quý vị ạ, với câu chuyện của em Võ Thị Lệ Hằng đấy là một cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Tuy nhiên thì như những video trước thì quý vị chúng ta cũng biết rồi. Bản thân em Hằng cũng như là mẹ của em Hằng ấy là rất là có một cái tấm lòng nhân ái bao dung rất là lớn quý vị ạ. Mặc dù đang khó khăn và vất vả như thế này nhưng em Hằng vẫn nói với Khánh rằng là em xin dừng lại sự giúp đỡ về mặt tài chính của các mạnh thường quân. Còn nếu ai đó mà thương em ấy thì hãy ủng hộ tranh cho em quý vị ạ. Và bên cạnh đó thì em Hằng còn có một cái sự chia sẻ rất là tuyệt vời nữa. Mà thực sự là từ trước đến giờ Khánh chưa nhìn thấy một cái hoàn cảnh nào như vậy. Đó là mặc dù tật nguyền như này, làm một bức tranh rất là khó khăn rồi. Tuy nhiên thì mỗi một lần mà em bán một bức tranh như vậy đấy, em còn trích ra là 200.000 đồng, 300.000 đồng hay là những bức tranh nhỏ thì 100.000 đồng để dành, để giúp đỡ cho những mạnh đời bất hạnh mà trong cái chương trình mà Khánh đăng tải lên đấy. Thực sự là với câu chuyện của em Hằng đấy, làm cho cả thế giới cảm động luôn. Em Hằng ạ, mọi người rất là quý và rất là thương em Hằng nhé. Và với cái đức tính của em như vậy thì thực sự là hiếm có Hằng ạ. Hằng nhé. Thế thì như này Hằng này, theo yêu cầu của khán giả đấy, với các mạnh thường quân đấy nhá, là nói rằng là từ bây giờ đấy là mọi người chỉ nhận cái tấm lòng của em thôi, chứ còn tiền đấy là em làm một bức tranh là rất là vất vả rồi. Cho nên là, và bên cạnh đó thì cuộc sống gia đình mình cũng còn nhiều khó khăn đấy. Đấy, cho nên là em ủng hộ về tinh thần là rất là tốt rồi. Còn vật chất là em để lo cho cái cuộc sống và sức khỏe của em Hằng nhá. Dạ, thì em cũng nghĩ ra thì người ta khó khăn hơn mình, nên là em cũng muốn góp một chút nhỏ thôi. Chứ đó là lúc em có cái con lúc em không có. Xúc động quá quý vị ạ. Em Hằng nói là bởi vì em nghĩ rằng là vì có những người người ta còn khó khăn và cần tiền cấp bách hơn mình nữa, cho nên là em Hằng cũng muốn là một phần nào đó góp gió thành bão cùng với các mạnh thường quân để giúp cho họ có được một cái động lực, một cái chi phí để có thể vượt qua cái khó khăn quý vị ạ. Rất là thương. Thực tế thì cuộc sống của em Hằng bây giờ còn nhiều khó khăn và vất vả lắm, và tương lai của em rồi không biết là sẽ như thế nào. Thôi thì em hãy lạc quan hơn nữa Hằng nhé. Lạc quan hơn nữa, tự tin hơn nữa nhé. Để làm ra được nhiều cái sản phẩm đẹp hơn nhé. Bây giờ ấy, em có một cái đôi chân rất là có thể nói là tinh nhuệ rồi. Làm sản phẩm rất là đẹp rồi. Bây giờ em nghĩ làm sao đấy, tìm cách làm sao để làm ra những cái sản phẩm mà nó mất ít nhiều ít thời gian hơn, nhưng mà chất xám để đầu tư vào trong cái sản phẩm nó nhiều hơn, để em có thể bán ra được giá thành cao hơn mà không mất quá nhiều thời gian công sức đầu tư.
Em cũng đang nghĩ ạ. Ừ. Mà trước hết là em phải bỏ để dành tiền. Em đang bỏ hiểm để dành tiền để mua một bộ vi tính. Máy vi tính á? Dạ. Máy vi tính em làm sao em dùng được? Được mà. Em dùng được máy vi tính á? Tập mà thể làm người kia. Ồ, thế em làm máy vi tính thì em để dùng mua máy vi tính để em làm gì? Trước hết là em phải học đã. Ừ. Em phải học để máy vi tính. Học đánh máy à? Bây giờ chân này có đánh máy được không? Em tin là được. Em tin là được. Mọi người chúng ta thấy chưa? Như này mà em tin là em có thể đánh máy được. Tay là không dùng được quý vị nhá. Được. Rồi. Em tin là được. Đúng rồi, em tin là được em ạ. Trong cuộc sống đấy, để chúng ta thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào đấy thì yếu tố đầu tiên đó là niềm tin. Dạ. Đúng không? Dạ. Nếu chúng ta không có niềm tin thì chúng ta sẽ không làm được bất kỳ một cái công việc gì. Lần trước này em cũng hỏi mà lúc đầu ai cũng nói em không ăn được lắm. Ừ. Ngay cả ba mẹ cũng nói em không ăn được lắm. Đừng có mua về mà mà tốn tiền. Ồ. Dạ. Nhưng mà em quyết tâm em phải thử là biết bác có được hay không. Ừ. Nên là em mua. Ừ. Lúc đầu em mua cái bức tranh nhỏ hơn còn 150 à. Ừ. 150 mua về ra. Ừ. Lúc đầu thì chưa biết khó thiệt. Ừ. Em mê mau bóng sư tử thấp. Ờ. Em học. Ừ. Thì người ta làm theo. Ừ. Mà lúc đầu thì khó thật thì em quen. Ừ. Nhưng mà năm thôi cũng đưa tới là sợ bắt đầu em phải được 900 ngàn. 900 ngàn. Dạ. Ừ. Rồi thế nhưng mà bây giờ anh hỏi là em bây giờ em muốn tích lũy tiền, góp tiền, tiết kiệm tiền để mua một cái bộ máy vi tính để làm gì? Mục đích sử dụng. Mục đích của em là muốn học để cái thứ nhất em phải học tiếng Anh. Bây giờ em nói càng khó, nói tiếng Việt hơn còn méo, nói tiếng Anh là sao nói được? Đó. À. Sao? Thiệt. Bây giờ nói tiếng Việt bây giờ em nói mà anh cũng còn căng cả tai mới nghe được này. Đó. Thì làm sao? Ừ. Có thể là em không nói được. Nhưng em viết được á? Nhưng em có thể đọc hiểu và viết được. Ừ. À, nên là em phải học trước khi học tiếng Anh. Ừ. Học tiếng Anh cho được rồi. Ừ. Lắm anh sẽ học những cái cả. Ừ. Trên máy máy tính có nhiều cái hay đúng không? Dạ. Máy tính có nhiều cái hay đúng không? Dạ. Ừ. Người ta có thể làm được nhiều cái ở trên máy vi tính. Ừ. Ok, bây giờ cái máy vi tính thì nó cũng không quá đắt đâu. Dạ, em cũng góp khoảng 3 triệu mua cho mẹ băng. Ừ, 3-4 triệu, khoảng tầm 5-6 triệu trở lại hả? Là mua được cái máy đẹp rồi. Em mới nhét theo được có vài tấu. Hả? Em mới nhét theo được mấy tiền? 700 hả? Ok, quý vị ạ. Chúng ta nghe cái ước mơ của em Võ Thị Lê Hằng đấy. Nó rất là giản dị. Nhưng mà ở trong đó nó ẩn chứa những cái niềm tin và một cái nghị lực rất là phi thường của một cái cô gái tật nguyền quý vị, rất là đáng thương. Và qua cái câu chuyện này đấy thì cũng rất mong được khán giả khi mà chúng ta tiếp cận được cái video này, chúng ta hãy ủng hộ em Hằng bằng cách là chia sẻ cái video này cùng với Khánh để giúp cho nhiều người biết đến nữa, giúp cho nhiều hơn nữa những người biết đến cái câu chuyện của em Hằng. Và trong đó ai có nhu cầu sử dụng trang trí trong gia đình mình những cái sản phẩm bằng những cái sản phẩm mà em Hằng làm bằng chân này, những cái tranh thêu đính đá bằng chân rất là đẹp này, thì để ủng hộ cho em Hằng quý vị nhé. Yeah. Và quý vị chúng ta có thể đặt hàng thông qua Facebook. Đấy, chúng ta có thể đặt hàng thông qua Facebook của em Hằng, đó là Võ Thị Lê Hằng quý vị ạ. Là hình ảnh đại diện của một cô gái mặc áo đỏ này. Đó, đúng không anh? Đúng không? Dạ. Nhá, thôi. Một lần nữa anh chúc cho em đạt được cái ước mơ của mình nhá. Dạ, dạ. Thế bây giờ nếu mà giả sử mai mốt đây mà có Mạnh Thường Quân mà giúp cho em tặng tiền cho em để mua máy tính thì em có nhận không? À.
có vậy thì anh cũng cảm ơn. Chắc phải xin. Chắc là em sẽ nhận á. Một cái ước mơ rất là nhỏ nhoi, một cái bộ máy tính khoảng tầm 5 đến 6 triệu hàng nhạc. Thôi anh hy vọng rằng là em sẽ có duyên được Mạnh Thường Quân giúp cho em nhé. Ok. Thôi thì bây giờ này, một lần nữa anh chúc cho em luôn luôn được tự tin nhé. Luôn có một cái niềm tin mạnh mẽ, lạc quan. Và hãy cố gắng làm ra được nhiều sản phẩm đẹp hơn nữa. Ok. Cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã theo dõi cái video Khánh chia sẻ về cái câu chuyện, về cái nghị lực sống của em Võ Thị Lệ Hằng. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Chúc quý vị chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn được bình an trong cuộc sống. Cảm ơn toàn thể quý vị.